Xin chào mọi người, cái video này mình sẽ nói về Solana. Ngay bây giờ là 5 giờ 12 phút chiều ngày 21 tháng 6 năm 2024, nhịp luôn. Giá của Solana là 132. Vừa rồi, đây là sóng số 3. Và vừa rồi như vậy từ 3 xuống 4 thì xác suất là nó sẽ xảy ra 3 sóng. Đây là A, đây là B và đây là C. Và C sẽ đáp cánh ở cái vùng 108 cho tới 52. Vẫn giữ được trên 52 thì tất cả mọi thứ sẽ leo thang lên lại. Cái target vẫn vậy, không thay đổi, 90 72. Thì vừa rồi trong một tháng như vậy, trong 20 mấy ngày mình không làm về tín hiệu của Solana cho bạn, mình chỉ làm về BTC cho những người cập nhật tín hiệu spot. Thì vừa rồi như vậy nó vẫn đang nằm trong cái sóng chứ không có gì thay đổi. A, B, C rơi vào cái vùng này và ngay bây giờ nó vẫn còn đang trong giai đoạn rơi vào. Thiệt sự là mình muốn nó rơi vào càng nhanh càng tốt để cho nó hoàn tất cái sóng số 4. Ok, đây là sóng số 3, số 4 kết thúc ở đây. Rồi sau đó sóng số 5 mới bắt đầu. Ok, thì mình muốn nó tới cái giai đoạn này càng sớm càng tốt. Còn không có thì bạn sẽ thấy những cái sự dây dưa ra thêm. Rồi sau đó nó mới xuống lại cái, nó mới xuống cái sóng số 4 này. Lên xuống. Ok, đây là một sự dây dưa thêm một thời gian nữa. Vừa rồi như vậy mình có hai cái sóng là cái sóng ABC này và cái sóng đi lên. Và vừa rồi rớt xuống con giá 149, đóng dấu xuống, rớt xuống 137, đã đóng dấu xuống. Đây mũi tên chỉ, đây là sóng số 2, công nhận cái con đường nó xuống. Thì vừa rồi nó xuống chứ không có gì hết. Rõ ràng rớt xuống như vậy 149 thì nó rơi xuống 119, cũng giống như đây là tín hiệu cũ chứ không có gì hết. Vừa rồi nguyên cái sự rớt này á, một tháng trời mình không chia sẻ tín hiệu, không bay bổng cho máy, nó vẫn đi theo cái tín hiệu cũ một tháng trước khi mình đi du lịch. Ok, 20 mấy ngày, ok, vài ngày ở Sài Gòn thì đâu khoảng một tháng thì nó đang trên giai đoạn xuống thôi. Rớt dưới 149, nó rớt xuống 119 và ngay bây giờ nó đang nằm 132. Xác suất thì là nó xuống thêm một chút xíu nữa. Xác suất là nó xuống thêm một chút xíu nữa. 149 đúng không? Là đóng dấu đi, con đường đi xuống. Đây. Rớt dưới 137 là đóng dấu lần thứ hai là đi xuống tới 119. Ngay bây giờ nó chưa tới 119. 119 giữ không được thì nó rơi vào con giá gì? Nó rơi vào những con giá này. Cắn dưới 119 thì đây là nó start, nó bắt đầu cái sóng C, sóng C này chứ không có gì hết, đúng không? Tất cả mọi thứ đã được gọi là được cân nhắc. Đây rớt dưới 149 thôi là A, B, C sẽ được diễn ra. A, B và C. Những gì vừa rồi mình đập đi lặp lại nó là nằm trong cái tín hiệu cũ. Tín hiệu mình đã gửi cho tài khoản bạn rồi, trong bao nhiêu tuần trước đây chứ không có gì thay đổi. Từ vừa rồi là nó nằm trong một cái hai giữa vành đen chút đầu đi xuống như vậy. 60% về kiến thức giữa hai cái vành đen chút đầu đi xuống là 60% phá vỡ đi lên, thì nó có phá vỡ đi lên một chút xíu, sau đó nó chút đầu đi xuống tiếp. Ok, thì đây là mình xóa nó đi. Và đây là hai cái vành vàng này mình chia sẻ cho bạn. Rớt dưới đó là đóng dấu lần đầu tiên là sập. Rớt xuống 137 là đóng dấu lần thứ hai sập. Nó sẽ xuống tới cái vùng 119 thì ngay bây giờ nó đang trên cái đà đi xuống thôi chứ không gì hết. Ok, thì đây là những tín hiệu cũ, không có gì xảy ra. Ok, gọi là đã cân nhắc. Ok, thì đây gọi là mình sẽ xóa bớt những cái thứ này bởi vì nó đã cũ rồi. Ok, và đây là mình sẽ đổi nó thành màu đỏ luôn nghe, bởi vì mình đã sử dụng nó rồi, nó không quan trọng ngay bây giờ, bởi vì chỉ những cái đường chỉ màu vàng nó mới là cái đường chỉ quan trọng. Thì ở đây về đếm sóng á, trực tiếp ngay bây giờ á, là đây là sóng 1 này, sóng 2 này, sóng 3 này, sóng 4 này. Ok, sóng 4 là đã đây nè, ở đây là bạn có thể dời lại một chút xíu. Ok, thì xác suất là sóng số 5 nó đang được diễn ra nghe, sóng số 5 đang được diễn ra. vừa rồi như vậy, đây là cái kháng cự của nó, đây là cái kháng cự của nó đi lên. Và vừa rồi nó đi lên như vậy, bạn có thể thấy là mình zoom vào chút xíu đi ha. Nó đi lên như vậy, nó lên tới 141, 42 thì nó nằm trong cái kháng cự 141, 142 thôi chứ không gì hết. Ok. Còn cái chống lưng của nó ngay bây giờ, nghe cái chống lưng của nó ngay bây giờ là đây là cái chống lưng của nó 133, 127, 123 và xác suất target mục tiêu kế tiếp 127, 123 là mục tiêu kế tiếp. Vừa rồi như vậy bạn tắt đi tất cả mọi thứ thì nó rớt xuống như vậy, đó là rớt xuống 130. 130 có thể là nó sẽ xác suất là nó sẽ rớt thêm một chút xíu nữa tới 126 này, 127 này. Có thể rớt xuống tới 123 lận. Cân nhắc thì cái vùng đó là cái vùng nó bay lên. Và nếu mà nó không bay lên thì là 119, 118, 119, 118 chống không được thì nó rơi vào nguyên khung giá này thôi chứ không gì hết. Sóng số 4 lớn. Mình muốn nó xảy ra. Ok. Thì đây cái vấn đề mà ABC được diễn ra, mình gọi là mình cân nhắc nó ở trên tết cái vùng này là 148 mà đã cân nhắc rồi, xóa nó luôn. Ok. Rớt dưới 119. Ok. Thì nó là sóng C được diễn ra. Đây. Cân nhắc 119, sóng C được diễn ra, rơi vào cái khung giá này. Ok, gọi là đã cân nhắc. Ok, thì ở đây thì mình xóa bớt đi, xóa bớt cái vùng này. Ok, thì vừa rồi những cái gì vừa rồi nó xảy ra đó đã được cân nhắc. Đây, rất dưới 149 giữ nè, giữ được trên 149 thì tất cả mọi thứ sẽ tiếp tục lên. Rất dưới 149 thì cái đỉnh đã xong rồi. Và ABC green màu xanh sẽ được diễn ra thì A B C xanh được diễn ra, rất dưới 149 đã được cân nhắc. Đây là cái tín hiệu cũ, đây xóa nó luôn. Ok. Thì cái quan trọng ngay bây giờ là cái thứ này. Đây là cái kháng cự của nó và đây là cái chống lưng của nó ngay bây giờ, và xác suất là nó xuống thêm một chút xíu nữa. Đây là sóng 1, sóng 2, đây là sóng 3 của nó, đây là sóng 4 của nó, đây là sóng 5 của nó, thêm một chút xíu nữa. Ok, trước khi nó bay. Nhớ, đây là những cái thứ mình đã ghi sẵn cho bạn luôn rồi và nó đúng như vậy. Để mình có cái tín hiệu là nó bắt đầu bay lên lại rồi. Nghe, bay lên lại rồi. Cái tín hiệu bắt đầu bay lên lại rồi. Nghe, ở nguyên cái vùng này luôn, ở đây. Cái tín hiệu nghe nó bắt đầu bay lên lại rồi, rơi vào những cái chống lưng này. Thì đây là những cái thứ mình cần cân nhắc. Trước khi mình nói về nó thì đây là nó đang nằm giữa hai cái vành đen như vậy. Đây, hai cái vành đen. Xuống. Giữa hai cái vành đen này chút đầu đi xuống thì nó cũng là 6. Nó cũng là giữa hai cái vành đen chút đầu đi xuống thì lúc nào nó cũng vậy. Nó là 60% sẽ phá vỡ đi lên. 60%. 60%. Số xác suất là lúc nào cũng vậy á. 60% là nó sẽ phá vỡ đi lên, nó có thể xuống thêm một chút xíu nữa. Nhưng trong một giai đoạn nó sẽ phá vỡ cái đường chỉ đen này đi lên 60%. 60%. Ok. Thì đây là những cái thứ mà nó xảy ra để bạn biết là nó đã quay đầu đi lên cũng giống như cái mũi tên này. Thì đây, cái đầu tiên là nó phá vỡ những con số này và nó cái con giá quan trọng là con giá gì? 146. Ok. Cân nhắc luôn. Đây, mình ấn vô 146, mình để 146 đi ha. Nếu nó phá vỡ được 146 thì đó là cái tín hiệu là gì? Lên lại. Ok. Cái đầu tiên là hit resistance. Ok, mình ghi cái chữ nó ra luôn cho những người, chữ O gọi là resistance, có nghĩa là kháng cự. Nghe. Kháng cự là màu xanh. Ok. Nó đánh vỡ được cái màu xanh là cái con 146 thì mình ghi 146 ở trên đây luôn cho những người để khỏi mắc các bạn quên. Ok, là một con giá 146. Ok. Là để mình biết là nó để đi lên lại rồi. Nghe, đã đi lên lại rồi thì nó phá vỡ 146, đánh đỡ vỡ 146. Không chỉ vậy, nó nằm trên cái trend line này, nằm trên cái đường chỉ đen đây. Above trend line là đường chỉ đen này. Nó nằm trên cái đường chỉ đen. Cái thứ ba là mình cần một sự đột phá ở đây, impulse, một sự đột phá ở đây. Cái thứ tư để chứng tỏ là cái trend nó bắt đầu thay đổi đi lên luôn rồi. Một cái trend xuống đổi thành lên thì mình cần gì? Mình cần 5 sóng đi lên, 1 2 3 4 5 vân vân. Ok, thì đây để chắc chắn là nó đã quay đầu đi lên lại 146. Ok, đây là kháng cự của nó, nằm trên vành đen. Nhắc nhở thứ hai, một cái sự đột phá đi lên thứ ba, và mình cần 5 sóng đi lên thì mình mới dám khẳng định là nó bắt đầu đi lên rồi. 4 thứ này phải xảy ra. Còn 4 thứ này không xảy ra đó thì làm sao? Cái sóng C sẽ tiếp tục. Ok, càng ngày nó càng lết xuống thêm. Ok, đây là nhớ là cái chống lưng của nó là 109 nè, là cái đáy vừa rồi của nó, 118, 119. Không chấm được 119, chống không được ở 119 thì gì? Thì sóng C bắt đầu đây, sóng C nè, đây sóng C nè. Đúng không? Cân nhắc rồi, sóng C bắt đầu. Và sóng C bắt đầu như vậy thì nó rơi vào cái khung giá này. Và ABC là cái sóng nhỏ của sóng số 4 thôi chứ không có gì hết, đúng không? Đây là sóng số 3. Đây là A. Đây là B. Và đây là sóng C. ABC là ba cái sóng tạo ra sóng số 4 rơi vào khung giá này. Thì vừa rồi như vậy, mình đi du lịch 1 tháng trời. Ok, 21 ngày ở bên Bali. Ok, Sài Gòn mấy ngày. Ok, thì nó cũng đi theo cái hướng dẫn của cái tín hiệu vừa rồi thôi. Là rớt dưới 148 là bắt đầu lết xuống của cái sóng C. Vậy thôi chứ không có gì hết. Ở đây biết là mình không cho bạn những cái chi tiết, thì đây là cái chi tiết. Xác suất là cái sự đáp cánh kế tiếp là 127. Có thể là nó bay từ đây luôn. Nghe cần có thể là nó lết xuống tới 123 lần rồi nó mới bay. Còn không có. Nếu mà nó cắn dưới 119 thì rõ ràng bạn đã biết là gì? Là sóng C được diễn ra rơi vào khu vực này lận. Ok, thì 119, 118 là khu vực quan trọng này. Thì đây mình cân nhắc luôn. Ok, đây là ok, wave. Sóng số 4 lớn ha. Wave 4 play. Sóng số 4 play. Ok, diễn ra. Hoặc bạn có thể nói là A, B, BC sẽ được diễn ra. Đúng không? ABC. A, B, C được diễn ra. Cũng giống như đây là sóng C được diễn ra. Đây rơi vào khung giá này. Nếu rớt dưới 118, 119. ABC được diễn ra. ABC. Ok, ABC. Chứ không có gì hết. Những cái rơi vào khung giá này. Và khung giá này là khung giá gì? Khung giá mua vô. Thì nó là vậy. Ok, chứ không có gì ở đây xảy ra hết. Ok, vừa rồi nó có sập như vậy. Ok, khu vực này là khu vực canh nó. Nếu mà nó chống được ở cái vùng này thì nó sẽ có một sự bay bổng, nhưng nhớ 4 thứ này nó xảy ra thì nó mới ổn định là lên luôn rồi. Là nó nằm trên con giá 149. Rõ ràng là ok, nó sẽ có một sự đột phá. Ok, nó nằm trên cái trendline, ok, nằm trên cái trendline, nằm trên cuối cùng là nằm trên để mình sắp xếp lại đi ha, mình sắp xếp lại cho nó chuẩn hơn cho bạn. Ok, để cho bạn. Ok, cái đầu tiên là có thể là impulse. Ok, mình cần một sự đột phá trước. Ok, số 1 đi. Ok, số 7, xin lỗi bạn. Ok, mình sắp đặt lại cho nó đúng. Ok, sau đó là ok, mình cần cái impulse. Ok, sau đó là mình cần cái nó đụng được cái trendline. Ok, mình copy and paste dễ hơn. Không copy and paste được. Ok, xoan đi luôn. Ok, đây là số 2. Ok, cái đó là cái thứ hai nó phải cần xảy ra. Ok, không chỉ vậy, cái thứ ba nó cần xảy ra là gì? Theo thứ tự nghe, theo thứ tự. Đây là cái mình làm lại để cho nó theo thứ tự cho bạn. Là nó cắn được trên 146. Ok, và cái số 4 là vẫn vậy, là nó có 5 sóng đi lên một cách rõ ràng. Những thứ này theo thứ tự xảy ra. Mà có sự đột phá, cắn trên cái trendline màu đen, cắn trên 146, có 5 sóng đi lên thì mình mới khẳng định là nó đã theo cái vành chữ tím này. Còn không có là tiếp tục rồi. Đây là những cái target kế tiếp, nhưng không nghĩa là tới đây nó ngừng và nó bay lên. Nếu nó không có những cái thứ này xảy ra, nghe, ít nhất là một cái sự đột phá. Còn xác suất nếu mà nó không có ngay bây giờ cho những giờ tới đây á, xác suất là nó xuống nhiều hơn lên. Nghe, cân nhắc là xác suất là xuống nhiều hơn lên trong những cái giờ tới đây. Nghe, xác suất là nó xuống nhiều hơn lên. Bởi vì ngay ở đây, ngay bây giờ nó chưa có một sự gọi là một sự đột phá. Ngay vì về điểm sóng thì nó còn thêm một cái sóng xuống nữa. Mình có thể nhích cái này qua một chút xíu nè. Ok, để cho nó chuẩn hơn. Hay là mình sẽ xóa nó luôn. Mình vẽ lại cho anh em. Ok, vẽ lại cho nó chuẩn. Ok, đây. Này. Thì xác suất đã nói là vậy. Ok. Xác suất là nó sẽ có thêm một cái sóng xuống nữa. Nha, cẩn thận, ok, rơi vào khung giá này. Nhớ là chống không được 119, 118 thì nó sẽ rơi vào nguyên khung giá này lần. Sóng số 4 trong khơi dệt. Còn nếu mà có những chuyện này xảy ra thì nó sẽ quay đầu đi lên lại. Nha, cẩn thận. Nhớ là hai cái vành đen chút đầu đi xuống như vậy, 60% phá vỡ đi lên. Đợi cho nó ra phá vỡ đi lên thì cái khu vùng đó là cái vùng ngon. Cẩn thận nha. Vậy thôi. Xác suất là nó trong những giờ tới đây thì nó sẽ hồi lại tới cái vùng giá này cao hơn. Ngoại trừ nó bắt đầu đi lên, ít nhất là nó có một sự đột phá ở chỗ cái vùng này, nó cắn cái đường chỉ đen, thì đó là hai cái tín hiệu đầu tiên. Đây, sự đột phá cắn đường chỉ đen để cho cái tín hiệu đi lên. Cắn đường chỉ đen, một sự đột phá và cắn đường chỉ đen là cái tín hiệu là nó đầu tiên, nó nói lên cho bạn lên và nó cắn lên 146 và cắn 5 sóng đi lên thì mình biết tất cả mọi thứ đã đi lên lại rồi. Ok, thì đây là tầng theo cái sắp đặt như vậy. Ngay bây giờ để bạn biết là nó bắt đầu gọi là đổi ngược đi lên thì mình cần một sự đột phá, sau đó cắn đường chỉ đen, là hai thứ bạn cần quan tâm tới. Còn không có, nếu không có hai cái thứ đó xảy ra thì tiếp tục là nó sẽ bò xuống tới những giá này, thì nó là vậy. Ok, chứ không có gì ở đây hết. Ok, vậy thôi, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này. Đây là của tín hiệu Solana, tín hiệu chuẩn, ghi chữ chuẩn bên dưới nghe. Gọi là nhiều lúc như vậy đó, gọi là rõ ràng là mình cũng là một cái con người, đúng không? Và gọi là mình muốn là giống như đối xử với những người mà đăng ký tín hiệu của mình cũng giống như gọi là những người bạn, và những cái cảm xúc của mình mình sẽ chia sẻ. Mỗi con người nó có rất nhiều cảm xúc, và lúc nó cảm xúc như thế nào nó cần phải được lộ ra. Nghe, đừng có giữ trong người, cũng giống như là một cái cục, có một trái bom gì đó thì không nên. Nghe, không nên. Nhưng nhớ mình là một con người và mình muốn bạn nhân cái tài khoản của bạn lên, bạn có được tự do tài chính những cái tháng và những cái năm tới đây. Thì đó là cái mong muốn của mình lớn nhất ngay bây giờ. Thì bởi vậy là mình cố gắng đẩy ra nhiều tín hiệu nhất có thể. Nhớ những cái tín hiệu mình đẩy ra như vậy nó tốn rất là nhiều thời gian để học nó, nghiên cứu về nó. Thì bởi vậy cái xác suất nó mới cao như vậy. Thì lúc nào mình cũng muốn bạn thắng cuộc chơi, thì nó là vậy nghe. Thì cân nhắc. Mình muốn tạo nhiều giá trị nhất có thể cho cộng đồng người Việt Nam trong nước và ngoài nước. Chăm hết. Ok, nếu tín hiệu chuẩn cho xin mọi người ghi tín hiệu chuẩn bên dưới, ấn vô ngón tay giùm mình. Ok, mình có ghi vài thông tin xuống, mình coi thử bỏ lỡ một cái thứ gì không có thì mình xin phép kết thúc. Ok, kháng cự là 146. Ok, có nói về nó. Ok, xác suất là nó sẽ sập xuống thêm một chút xíu nữa tới cái vùng giá này, Ok, để ý cái vùng này có thể nó có bung lên lại hay không. Nó không bung lên lại thì tiếp tục sẽ tới cái vùng này nha. Thì tới cái vùng này là cái vùng quan sát, mình cần một sự đột phá và cắn cái đường chỉ đen. Cẩn thận. Đây, cân nhắc. Ok, 60% là lên và mình ghi thử thêm một chữ ở đây nữa. Ok, là ok, để ý attention là để ý cái đường chỉ đen này, ok. Và mình lúc nào cũng vậy, mình thích nó là 3 chấm than chứ không phải là 4 chấm than. Ok, vậy thôi, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong những cái trong video này. Xác suất là nó sẽ lết xuống thêm một chút xíu nữa để cho nó hoàn tất, sau đó là mình cần một sự đột phá và cắn đường chỉ đen để cho bạn cái tín hiệu quay đầu đi lên lại. Ok, cắn giá 146 ngày bây giờ. Okay. Và nằm xong đi lên. Tất cả những cái thứ này xảy ra thì mình mới dám khẳng định là nó đã quay đầu đi lên luôn rồi. Còn không có thì nó vẫn tiếp tục theo cái con đường của nó gì? A, B và C, cũng giống như mình đã chia sẻ cho bạn. Ít nhất là bao nhiêu bao nhiêu tuần, bao nhiêu tháng vừa rồi, ok, cái ABC này, đúng không? ABC, FC này, ok. Vậy thôi, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này. Cũng giống như yêu cầu của các bạn đó, ok. Tại sao không thấy tín hiệu của Solana? Tại sao không thấy tín hiệu của Matic? Thì tín hiệu kế tiếp mình sẽ gửi ra là tín hiệu của Matic cho anh em. Vậy thôi.